Chiều nay, khối thi đua số 3, cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã dự liên hoan. 14 tiết mục đến từ 6 đơn vị của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng và tình yêu quê hương đất nước. Liên hoan không chỉ là dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật mà còn là cơ hội thúc đẩy sự đoàn kết, nâng cao kỹ năng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời góp phần vào cuộc vận động người Hà Nội thanh lịch văn minh. Có thể nói bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã triển khai nhiệm vụ với nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với phong trào thi đua đặc thù với từng đơn vị như phong trào thi đua người tốt việc tốt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, hay phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Hoạt động và đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.